quá trời. Cái nhà theo luôn về hôm lúc đi làm có tiền luôn, có đó để cho ba dạ. Sao mua nhà luôn mà mua cái đó, nó nói mình đi cắm trại cho nó vui. Chừng nào có nhà thật đâu ba hát kinh khủng. Anh gì đó con của Bắc Hoàng ấy, con của Bắc Bắc gì Bắc Ngọc tốt nghiệp rồi đó. Anh Huy à. Đại học không? Không tốt nghiệp phổ thông, hình như loại giỏi thì sao đó. Facebook hả? Sửa qua đây hả? Không có qua đây con London. Ở đây trường nó chưa có nhận. Mình London đó London mà của Ontario chứ không phải là London của anh.